Good morning, children. How are you? You're right. Good. So today we continue Unit 4, Lesson 1, page 28. Check out your same book. In this lesson, we study some subjects, môn học. Trong bài này thì các bạn sẽ học một số môn học. Art, môn vẽ hay còn gọi là họa. Math, môn toán. English, môn Anh văn, tiếng Anh. PE, nó viết tắt của từ Physical Education, là giáo dục thể chất, hay còn gọi là môn thể dục. Music, âm nhạc. Vietnamese, đây là cái môn cô cung cấp thêm cho các bạn tiếng Việt. Tiếng Việt này nói chung ha, gồm có tập đọc về chính tả gì đó, tổng hợp. Còn nếu mà văn chương thì nó có cái từ khác. IT, công nghệ thông tin hay còn gọi là vi tính. Thì đây là những môn mình học ở trong chương trình mình là chính. Ngoài đó thì nó còn có science, khoa học, history, là lịch sử, geography, địa lý, mấy môn đó nữa. Thì từ từ cô sẽ cung cấp thêm cho các bạn. Trong chương trình của mình thì chỉ có tới 5 môn thôi, tới môn nhạc là hết rồi. Listen, point and repeat. Các bạn theo dõi trong sách hoặc là trên màn hình. Firstly, you will listen and then you repeat. Lần đầu mấy con nghe, mấy con chỉ vào từ. Lần thứ hai mấy bạn sẽ đọc, lặp lại. Art. Art, math, English, PE, music, PE, math, art, music, English. Final sound của các âm, các từ. Art, art, âm T. Math, math, âm th, th, th khác với lại T nha các bạn. English, English, đây là cái âm các bạn khó đọc nhất đây. Rất là nhiều bạn đọc sai. Nó khác âm sờ mình. Này âm sờ mạnh. English. Khi mình đọc cái âm này mình phải cong lưỡi và cái luồng hơi thoát từ trong ra. Khác âm sờ. Music, music, âm nhạc. Cái âm cuối chữ C là âm K. Thì đó là mấy cái âm các bạn phải đọc cho kỹ. Listen and chant. Nghe, vỗ tay và đọc theo. Alright, we move to part 3, listen and read. So we have some sentences. What do we have on Monday?
chúng ta có hoặc là chúng ta học môn gì vào ngày thứ hai. Động từ have ở đây mình tạm dịch là chữ, mình tự hiểu đó là học ha, hay còn gọi là có cũng được. We have English, chúng ta có môn tiếng Anh. When do we have PE? Khi nào chúng ta có môn thể dục? We have PE on Thursday. Chúng ta có môn thể dục vào ngày thứ năm. Thì các bạn lưu ý cho cô hai cái câu này. Thứ nhất là what. What là cái gì? Trong đây là cái gì, là cái gì? Môn gì ha, thì mình phải trả lời được. Khi người ta đặt câu hỏi là what thì trả lời cho cái môn. Thì cô sẽ giải thích kỹ lại cho các bạn một lần nữa vào lesson 2. Chữ when là khi nào, sẽ trả lời về thời gian, ví dụ mình học vào ngày thứ mấy. Don't forget this. Đừng quên những cái thứ này. It's time for soccer. Đến lúc học đá banh. Wear, mặc, mang, đội cái gì vào. Thì trong bài đọc của mình nó gồm có những cái từ này. Cô giới thiệu cho các bạn. Các bạn ghi vào tập tất cả cái phần này nha các bạn. Và mình học ngữ nghĩa của nó. Now listen. Thursday. Don't forget these. Oh yes, our PE bags. It's time for soccer. Oh no, this is Rosie's bag. I can't play soccer now. You can wear their clothes, Tim. Thank you very much. All right. Now we will listen again. What do we have on Monday? We have English. Then we have math. When do we have PE? We have PE on Thursday. Oh, good! On Thursday. Don't forget these. Oh yes, our PE bags. It's time for soccer. Oh no, this is Rosie's bag. I can't play soccer now. You can wear their clothes, Tim. Thank you very much. All right. So, and then you read the dialogue again. Các bạn luyện đọc cái bài này lại nha các con, sau khi mình nghe băng xong rồi. So, listen the dialogue and I ask you some question. Cô hỏi để coi các bạn hiểu được cái bài này không nha. Nãy giờ mình đã nghe được 2 lần và cô giải thích rồi. So, look at picture number 2. What do they have on Monday? They have English, then they have math. Okay. Look at picture number 2. When do they have PE? They have PE on Thursday. Yes, that's right. How about picture number 3? Grandma says, don't forget this. Thì trước khi hai bạn Tim Rosie chuẩn bị đi học tới trường thì bà có nói là đừng có quên những cái này, những cái túi sách này, túi sách về cái môn thể dục của Tim với Rosie đó. PE box là túi sách đựng đồ học môn thể dục. Number 4, it's time for soccer. Đến giờ để chơi thể thao, để chơi môn bóng đá rồi. Look at picture number 5. What happened?
team. Check Rosie Bass, so he said, I can't play soccer. Bởi vì bạn team đã sao? Cầm nhầm cái túi xách của bạn Rosie. And the teacher said, you can wear their clothes, team. Em có thể mặc những cái quần áo của họ, đây là của chúng nó, của hai cái người bạn của bạn team. Ok, thank you very much. Thì các bạn biết rồi ha, cảm ơn thầy rất là nhiều, hoặc là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Này, cảm ơn chung luôn. Workbook, page 28. Part 1, circle the word. Khoanh tròn những từ trong cái dãy ở đây. Part 2, now write. Sau đó, viết. Người ta có cái hình sẵn rồi, giống như số 1 thôi. Mình nhìn cái hình môn gì thì mình viết ra môn đó. Number 3, order the word. Sắp xếp lại các từ theo cái trật tự đúng tạo thành câu. Number 1 is an example. When do you have music? Thì giờ mình sắp từ câu số 2 đến số 5. Các bạn lưu ý cho cô nha. Các bạn sắp câu là các bạn phải nắm vững câu khi mà mình học qua cái bài đọc. Các bạn mà chưa nắm thì các bạn đừng có làm bài này. Nhiều bạn sắp xong sai hết là những bạn đó chưa có hiểu bài. Alright. Goodbye, see you again, have fun.